Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 4 của tiểu thuyết kiếm hiệp Tình Ma, tác giả Ưu Đàm Hoa. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập 4 Tình Ma. Tiết Cửu Trùng năm nay, tổng đàn kiếm minh nhộn nhịp lạ thường. Trung Nam Dân Chủ chính thức nhận chức hội phó của kiếm minh. Phu thê họ Lục lưu lại đây trong sự kính trọng của mọi người. Phi Hương và Bạch Lan hết lòng hầu hạ Yến Vân vì nàng đã hoài thai đến tháng thứ 7. Là người tinh tế, Yến Vân đã sớm nhận ra Bạch Lan đã có lòng ngưỡng mộ Thiền Vũ. Nhưng nàng giả đò không hay biết gì, vẫn coi như một tiểu muội thân thiết. Trong vòng 2 ngày, Thiền Vũ nghiên cứu y kinh, tìm ra một phương thuốc giúp kiếm minh thanh lọc nội gián. 300 kiếm sĩ lần lượt được đưa vào phòng riêng và uống một chung trà. Có 10 phòng như vậy. Sau ngày thứ nhất, đã có 5 tên bị phát hiện. Ngày thứ hai thêm 3 tên nữa. Ngày thứ ba thì là đến người cuối cùng. Tổng cộng 12 tên gián điệp. Bọn chúng đều là môn đồ của Tử Vi Môn. Sau khi uống kỳ dược, không còn làm chủ được ý nghĩ, đã thành thật khai báo. Lòng nữ cho phế bỏ võ công của chúng và giam vào thạch lao. Đầu tháng 10, tin tức báo về cho biết Tử Vi Môn đã phối hợp với lực lượng của Hồng Trạch Bà Bà chuẩn bị đối địch với Võ Lâm. Có lẽ vì cái chết của Triệu Tuấn nên Bá Câu không còn nhẫn nhịn được nữa. Cũng may là sau khi chàng đi Hồng Trạch Hồ, lòng nữ đã đóng chặt cửa kiếm minh, dùng lực lượng của Quan Hưu giám sát vòng ngoài. Vì vậy bọn nội gián không có dịp thông chi cho Bá Câu biết Thiền Vũ đang có mặt tại kiếm minh. Lão thắc mắc không biết chàng đã đưa con tin ẩn náu ở đâu. Kinh Hào và Nhật Phi Hồ tiếp tục mở rộng mạng lưới trinh sát, thu nhận mọi tin tức về hoạt động của Tử Vi Môn. Nửa tháng sau, cái chết thảm thiết của đương nhiệm minh chủ Thiên Tinh Kiếm Lăng Hào. Trưởng lão phái Hoa Sơn khi trên đường về Thiểm Tây thăm nhà đã làm chấn động Võ Lâm. Ngày đầu hung thủ là một toán hắc y bịt mặt. Thiền Vũ biết đó là kiệt tác của Bá Câu, nhưng có lẽ vì một toán nhân thủ không xuất phát từ tổng đàn nên trinh sát của chàng không nắm được. Chàng giật mình nhớ đến câu thỏ khôn có 9 hàng. Sau khi diệt trừ nội gián, Thiền Vũ tinh lực những chiêu Thiên Sơn kiếm pháp thành 5 chiêu đơn giản hơn. Nhưng uy lực mãnh liệt, thích hợp với những cuộc quần chiến, dạy cho 300 đệ tử kiếm minh. Họ vô cùng phấn khởi, cố tâm rèn luyện, chỉ trong một tháng đã thuần thục. Cộng với 400 trinh sát đang ngày đêm bám chặt Thái Hoàng Sơn thì lực lượng đã lên tới 700 người. Chi phí hàng tháng lên đến 3 vạn lượng bạc. Thiền Vũ đã giao cho mẫu thần số châu báu lấy được từ kho tàng của Kim Tỏa lão nhân để trang trải việc nuôi quân. Nhị Tuyệt Nhân Ma vẫn cho người xuôi dòng Hán Thủy để liên lạc, chờ chỉ thị của chàng. Nhưng Thiền Vũ bảo ông cố đợi và hỏi mượn 50 mỹ nhân để đưa vào đội trinh sát. Quả nhiên họ hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Bọn Tử Vi Môn thường hay mềm lòng trước người đẹp nên lộ nhiều tin quan trọng. Các trà đình tử quán dưới chân núi Thái Hoàng đều được kiếm minh bí mật mua lại để tiện việc dò xét địch tình. Thiền Vũ là người viễn lự nên tự biết lực lượng non trẻ của mình nếu công khai tiến đánh tổng đàn Tử Vi Môn sẽ thảm bại. Chàng cố chờ các phái Võ Lâm tỉnh ngộ hợp sức, may ra mới tiêu diệt được Bá Câu. Đêm cuối tháng 10, trời mưa tầm tã, cộng với cái rét run người, Thiền Vũ cùng các cao thủ đang ngồi uống rượu. Bỗng thấy bọn thủ hạ ở mặt sau tổng đàn chạy vào báo. Có 2 chiến thuyền lớn, chở một lão nhân họ Đồng và mấy chục mỹ nữ xin gặp công tử. Chàng giật mình chạy ra bờ sông xem thử. Thấy Đồng Kỳ Sương và các nương tử đang run cầm cập, liền hối thúc họ lên bờ. Có không ít người mang thương phải băng bó sơ sài. Nhị Tuyệt Nhân Ma cũng bị một vết kiếm nơi vai trái, gương mặt lão lạnh lùng, đầy vẻ phẫn hận. Chàng đưa họ vào đại sảnh, tắm gội thay áo và chăm sóc vết thương. Lòng nữ, Phi Hương, Bạch Lan và các a hoàn tất bật lo cho 32 nàng. Cũng may y phục cũ của 50 nàng đến trước còn để lại rất nhiều nên không thiếu. Đồng Kỳ Sương biết mọi người mong đợi nên tắm rửa rất nhanh, bước ra chào hỏi rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Chàng giới thiệu từng người xong, rót cho lão một chén rượu đầy. Nhân mà không khách sáo, cạn liền 3 chén rồi mở miệng. 4 ngày trước, Bá Cấu đích thân dẫn Thiên Chỉ Tàu và bọn sát thủ đến phòng Lưu Sơn Tràng tấn công. Chỉ với một chiêu, lão đã đả thương ta. Biết cự không nổi nên ta đã tung độc vấn cản đường, rồi dẫn các nàng đào tẩu vào hòa trận. Trong hòa trận có đường ngầm dẫn đến bờ sông Hán Thủy nên họ chịu không ngờ. Khi lão phóng hỏa đốt sơn trang vào hòa trận
thì chúng ta đã xuôi dòng hơn trăm dặm. Chỉ tội cho gần 20 người bị bọn sứ giả chặn lại. Cả bàn đều rúng động trước võ công tuyệt thế của Bá Cầu. Thiên Vũ tự nhủ với bản lãnh của mình, muốn đả thương nhân ma trong 3 chiêu cũng không được. Lòng nữ buồn rầu nói, không ngờ Bá Cầu lại lợi hại như vậy, lại còn có Thiên Chỉ Tẩu bên cạnh, thật khó mà đương cự. Trung Nam Sơn Chủ cười bảo, nếu lão phu liên thủ với đồng huynh thì chẳng sợ gì lão quái ấy. Nhân ma gật đầu tán đồng. Đúng vậy, nhưng còn Bá Cầu ai sẽ đối phó? Để trấn an mọi người, Thiên Vũ cười ngạo nghễ. Vũ Nhi là đệ tử của Kim Tỏa lão nhân, lẽ nào lại thua Bá Cầu? Xin chư vị yên tâm. Danh tiếng lão nhân lừng lẫy cả trăm năm nay, nên khiến mọi người yên lòng ăn uống đến tận nửa đêm mới đi nghỉ. Thiên Vũ vào phòng Yến Vân, âu yếm một hồi, rồi mới trở về phòng riêng để Bạch Lan ở lại với Nương Tử. Sở Phi Hương giúp chàng thay áo. Thiên Vũ đang tuổi xuân xanh, nghe mùi hương từ thân thể người ngọc tỏa ra không dằn được, liền bồng nàng lên giường. Phi Hương liếc chàng say đắm rồi thoát y. Nhìn vùng bụng thanh mảnh, Thiên Vũ cười hỏi, nàng đã có tin vui chưa? Phi Hương ngượng ngùng lắc đầu hỏi lại, chưa có, nhưng chỉ sợ lúc đó không ai hầu hạ gối chăn cho tướng công. Chàng không đáp, cúi xuống hôn lên cặp nhũ hoa no tròn săn chắc, rồi lướt xuống phần bụng. Hai người ân ái rất lâu rồi mới chịu rời nhau. Phi Hương mãn nguyện tiếp đi. Thiên Vũ tắm rửa xong, không ngủ được, bèn xách kiếm ra vườn, luyện chiêu thứ 7 thủy kiếm trường lưu. Cơn mưa đã tạnh, sa mọc đầy trời, nhưng đến gần giữa canh tư mà vẫn không thành. Dù chàng thuộc khẩu quyết không sai một chữ, đường kiếm ngượng ngập, yếu ớt, chẳng một chút uy lực. Thiên Vũ thở dài vào phòng. Phi Hương lúc này đã thức giấc, tóc tai y phục gọn gẽ. Nàng đã nấu sâm thang để sẵn. Thấy chàng có vẻ không vui, liền an ủi. Võ tầm kiếm là tuyệt học nhất đời, chẳng thể một sớm một chiều mà luyện được. Tướng công tự mình luyện được đến chiêu thứ 6 cũng đáng gọi là kỳ tài. Thiên Vũ cười xòa, uống chén sâm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chim câu đưa thư bay về cung cấp một tin quan trọng. Đó là một toán nhân thủ đông đảo của Tử Vi Môn lên đường đến Hồ Nam, nhưng không xác định mục tiêu. Thiên Vũ bàn bạc với các tay đầu não Kiếm Minh và đi đến kết luận rằng chúng xuất quân chẳng phải vì Kiếm Minh. Nếu không, chúng đã đi bằng đường sông Hán Thủy chứ không dùng đường bộ. Tại Phủ Hà Nam, chỉ có 2 nơi đáng chú ý, đó là Võ Đăng Sơn và Núi Thiếu Thất. Trọng địa của 2 phái này chỉ cách nhau hơn 100 dặm. Từ Cối Kê đến Tung Sơn chỉ có 30 dặm. Thiên Vũ quyết định dẫn Quán Hưu và 200 đao thủ đến huyện thành Nam Dương chờ đợi. Dãy Tung Sơn nằm trong địa phận của huyện này. 5 ngày sau, Thiên Vũ, Quán Hưu, Nhật Phi Hồ đã cùng 200 đao thủ áo nâu có mặt ở mục tiêu. Lực lượng trinh sát vẫn bám theo đội quân của Tử Vi Môn lúc này mặc áo hắc y để báo cáo tình hình. Đến chiều ngày thứ 6, Thiên Vũ có thể xác định rằng bọn chúng sẽ tấn công Võ Đăng Sơn. Toán cao thủ của chàng lập tức được triển khai về hướng tây của dãy Tung Sơn. Bọn chàng phục kích dưới chân núi, hơn 200 tên hắc y bịt mặt đi ngang mà không hề ngờ rằng hành tung của chúng đã bị phát giác. Chúng âm thầm tiến lên núi. Dải Kiếm Nham không một bóng người, đội hắc y mau chóng tiến đến cửa tam quan. Nơi đây có 10 đạo sĩ canh giữ, phát hiện có bóng Dạ Hành, một người quát lên. Bọn chuột nhất nào dám rình rập bổn môn? Toán hắc y tràn tới, chỉ trong vòng nửa khắc đã giết sạch 10 đạo sĩ. Nhưng tiếng hò hét quát tháo cũng đã báo động cho phái Võ Đang biết. Thanh Hư Chân Nhân, đệ tử của Thanh Vân Đạo Trưởng, hiện là đương kim trưởng môn, cùng hơn 200 môn nhân xuất hiện. Trời đã sụp tối, nên ai nấy đều cầm đuốc sáng rực cả một vùng. Thiên Vũ và thủ hạ lúc này đã ẩn kín ở vòng ngoài, chờ xem cục diện diễn biến ra sao. Chàng đã nhiều lần cảnh báo các phái Bạch Đạo rằng Triệu Bá Câu chính là tình ma, công địch của Võ Lâm. Nhưng họ vẫn điềm nhiên tọa thị, không hề có hành động nào chống lại Tử Vi Môn. Điều đó làm chàng phẫn nộ. Đêm nay, chàng sẽ để cho họ nếm mùi đau khổ rồi mới ra tay tương trợ. May ra, nhờ vậy họ mới tỉnh ngộ, cùng chàng liên thủ đối phó tà ma. Nhắc lại, Thanh Hư Chân Nhân thấy hàng trăm tên hắc y bịt mặt hung hãn không khỏi kinh hoàng cất tiếng hỏi. Chư vị đến đây với mục đích gì? Tên cầm đầu dù bịt mặt nhưng vẫn để lộ chùm râu bạc cười ghê rợn đáp. Chúng ta đến đây với nhã ý là giúp các người mau chóng đắc đạo thành tiên, khỏi mất công tu luyện. Còn nếu không muốn lìa trần quá sớm
thì hãy dâng nạp kiếm phù trưởng môn và danh sách các đệ tử. Thanh hư chân nhân là người thâm trầm nên không hề giận dữ mà hỏi lại với vẻ chân tình. Nhưng ít nhất các hạ cũng cho bần đạo biết mình sẽ quy phục ai mới được. Tên thủ lãnh hắc y lạnh lùng đáp. Chuyện ấy không quan trọng, sau này sẽ rõ. Thanh hư mỉa mai. Sao các hạ không nói rõ ra là Tử Vi môn? Nhưng phái võ đang có truyền thống trăm năm, đâu dễ gì quy phục. Tên thủ lãnh động nộ, phất tay cho thuộc hạ tấn công. Còn lão thì vung song trường chụp xuống đầu Thanh hư. Thấy trường kình nặng như núi, trưởng môn võ đang chấn động tâm thần, muốn tiết trường kiếm chống đỡ. Thần kiếm run lên bần bật như muốn tuột khỏi tay chủ nhân. Lão giả hắc y không hề nương tay, xuất tiếp một chiêu ma trường, trường ảnh răng mắc như hàng ngàn cánh tay ma quỷ, phong tỏa toàn thân trước đối thủ. Thanh hư cắn răng xuất chiêu tứ tượng khai hoa trong pho thái cực kiếm để phá giải. Nhưng công lực của lão hắc y cao hơn Thanh hư đến mấy bậc, nên trưởng phong đã xô bạt kiếm chiêu và đẩy chân nhân lùi ra sau 4 bước. Còn đệ tử võ đăng, dù nhân số đông hơn, nhưng bản lãnh không bằng bọn hắc y, nên bị áp đảo dữ dội. Đã có hơn 30 đạo sĩ bị loại khỏi vòng chiến. Kiếm ảnh cô lâu ba phủ đấu trường như bóng dáng tử thần ẩn hiện. Hai đệ tử của Thanh hư thấy trưởng môn bị hạ phong, liền quát lên như sấm bay lại tiếp tay. Nhưng hắc y lão nhân không hề lúng túng, song thủ đưa ra những chiêu quỷ mị kèm theo những luồng trưởng lực vô cùng uy mãnh, khiến cho võ đang tầm kiếm phải vất vả lắm mới giữ được mạng. Thanh hư chân nhân biết đối phương bản lãnh còn cao hơn cả sư phụ mình nên không dám kéo dài, xuất ngay chiêu thái cực sinh huy, kiếm quang phản chiếu ánh đuốc loang loáng. Hai đệ tử của Thanh hư là Thanh Từ và Thanh Quang cũng thí mạng ôm kiếm xông vào. Hắc y lão sứ giả thân hình quay tít, song thủ vỗ liền 18 trường. Những luồng trưởng phong bổ ra như sóng dữ, khóa chặt ba thanh kiếm và bổ vào tâm thất đối phương. Võ đang tam kiếm, mỗi người lãnh một trường vào ngực bắn ra sau hơn một trượng, máu phun ướt đẫm đạo bào. Hắc y lão sứ giả ngửa cổ cười khảnh khạch. Ha 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 ha, sao, các người đã chịu quy phục chưa? Thanh hư trần nhân đưa tay áo lau máu nơi khóe miệng rồi cứng cỏi đáp. Đừng hỏng, dù cho toàn môn phơi xác, chúng ta cũng tử chiến tới cùng. Hắc y lão sứ giả mắt lộ hung quang, vung trong trường định kết liễu võ đang tam kiếm. Nhưng từ ngoài, một tiếng thét vang lên như sấm giữa trời xuân. Sát! 200 cao thủ áo nâu bịt mặt xông vào tấn công bọn hắc y. Và trước mặt Thanh hư chân nhân đã có một bạch y nhân xuất hiện. Vung song trường đỡ chiêu của lão thủ lãnh. Trường kinh chạm nhau nổ vang rền. Bạch y nhân dường như công lực kém hơn, lùi lại một bước. Nhân lúc đối thủ đang sững sờ, người ấy quay lại nói mau. Xin ba vị đạo trưởng vận khí điều thương, lão già này dành cho tại hạ. Giọng nói cho biết chàng ta còn rất trẻ. Dứt lời, chàng vung kiếm tấn công hắc y lão nhân. Kiếm chiêu cực kỳ ảo diệu, khống chế toàn bộ trước ngực của đối phương. Hắc y lão nhân biết kẻ địch không bằng mình nên cười nhạt, đẩy ra một luồng trưởng phong nặng như núi để phá kiếm chiêu. Nhưng bạch y nhân đã đảo mình, thân ảnh như bóng ma tránh khỏi trường kình và áp sát vào, tà thủ thò ra vỗ vào sườn trái của hắc y. Không ngờ thân pháp đối phương kỳ ảo như vậy nên hắc y lão già kinh hồn, lùi nhanh về sau hơn một trượng. Bạch y nhân không truy kích mà chỉ đứng im cười khanh khách. Té ra công phu của thiên trì tàu cũng chỉ có bấy nhiêu sao. Hạ kỳ lão nhân thấy thân phận đã bại lộ, giật phăng khăn che mặt, để lộ dung mạo hiểm ác, đôi nhãn quang đầy sát khí. Lão gằn giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai mà nhận ra lão phu? Bạch kỳ nhân chẳng nói chẳng rằng, vung kiếm xuất chiêu thiên sơn bạch đầu. Thiên trì tàu giật mình, sử dụng thiên trì ma ảnh trưởng quét ra 4 đạo kình phong cuồn cuộn như gió lốc. Chắc độc giả cũng đoán ra là bạch y nhân chính là thiên vũ. Chàng tự biết mình không đủ tu vi để đương cự với lão ma, nên tận dụng thiên biến thần bộ lắc mình né tránh. Từ hôm nhờ bộ pháp này mà phá được cô lâu kiếm trận. Thiên vũ mới biết phò khinh không này là tuyệt kỹ hiếm có trên đời. Cũng nhờ nó mà Dạ Miêu Nhi dù võ công kém cỏi nhưng đã thoát chết hàng ngàn lần. Thiên trì tàu thấy chàng không dám tiếp chiêu, đắc ý múa tiết trong trường. Ma ảnh thù răng mắc quanh thân chàng như lưới thép. Thiên vũ nghe áp lực nặng nề, liền rú lên như rồng ngâm, dùng phép lăng không trong phò phiêu phong xung vân bắn người lên cao 8 trượng, lộn đầu xuất chiêu tâm tại kiếm trung. Kiếm khí lạnh lẽo xé vụn trưởng phong chụp xuống. Thiên trì tàu biết nguy, dồn thêm 3 thành công lực, dùng chiêu thiên chỉ la võng chống đỡ. Kiếm trường va chạm nhau vang dội, thiên vũ cắn răng, nắm chặt chuôi kiếm xa xuống như thần ứng. Võ đang tam kiếm chú mục quan sát hai đấu thủ, thấy thiên trì tàu trước ngực bị rách một đường dài,
còn Bạch Y Nhân khóe miệng ứa máu. Thiên Vũ nhờ kim thân tấn công nên chỉ bị thương nhẹ, điều này làm Thiên Trì Tẩu kinh sợ. Lão tưởng chàng ít nhất cũng bị trọng thương dưới trường của mình. Lúc trường kinh chạm thân chàng, lão nghe như đánh vào một khối bông mềm mại, biết rằng đối phương đã luyện môn cương khí hộ thân và ít nhất cũng được ba thành. Lão nổi sát cơ, xuất chiêu thiên hôn địa ám, trường ảnh phủ mờ cả đấu trường, cắt bụi mờ mịt. Võ đàng tam kiếm bị trường phong quét lùi ba bước, đạo bào bay phần phật. Thiên Vũ vận đủ 12 thành công lực, thần kiếm hợp nhất, đánh chiêu hỏa kiếm huân huân, chiêu thứ 6 trong phò tầm kiếm. Bóng chàng hòa với kiếm quang xuyên qua trường phong dày đặc, tiếng trường chạm nhau tạo ra những tiếng ầm ĩ, xen lẫn tiếng xé lụa chói tai. Thiên Trì Tẩu gào lên đau đớn, tung người biến mất, Thiên Vũ lảo đảo khuỵ xuống. Quán Hưu nãy giờ cùng toán đao thủ và đệ tử võ đang bao vây tiêu diệt bọn hắc y. Đang xài máu, bỗng nghe tiếng thét của Thiên Trì Tẩu, quay lại thấy đại ca đang từ từ gục xuống, gã thật kinh hồn vía bỏ đấu trường chạy lại. Đám hắc y lúc này chỉ còn lại hơn 10 tên, như cá nằm trên thớt, chỉ tàn một nén nhang đã bị giết sạch. Võ đàng tam kiếm đứng gần hơn nên đã chạy đến trước. Thanh Hư Trần Nhân thấy vật áo trước ngực cháy xém thành hình dấu bàn tay và máu trong miệng Bạch Y Nhân trào ra không ngớt, ướt cả khăn mặt. Lão liền điểm nhanh các huyệt đạo trước ngực và sau lưng. Quán Hưu đến nơi, quỳ xuống khóc nức nở. Thanh Hư bảo: "Xin các hạ cố giản nỗi bi thương, bồng thiếu hiệp đây vào trong chữa trị." Gã gạt lệ, nhẹ nhàng đưa tay ấm Thiên Vũ đi theo lão. Thanh Từ điều động môn đồ thu dọn chiến trường. Thanh Quang đứng ra cảm tạ và mời toán cao thủ áo nâu vào hậu quán rửa ráy nghỉ ngơi. Lúc này, Thiên Vũ đang nằm thiêm thiếp trên giường trong đạo xá của trưởng môn nhân. Võ đàng tầm kiếm đang thay nhau truyền nội lực, cố xung phá những điểm tắc nghẽn trong kinh mạch chàng. Cuối cùng, máu huyết lưu thông trở lại, nhưng chàng vẫn mê man bất tỉnh, máu vẫn rỉ ra khóe miệng. Nhìn dung mạo anh tuấn của chàng, Thanh Hư vòng tay hỏi Quán Hưu: "Nãy giờ bận lo chữa trị thường thế nên chưa kịp hỏi tính danh lai lịch của chư vị ân nhân." Quán Hưu buồn bã nói: "Đại ca tại hạ chính là Thương Thiên Vũ, hậu duệ của thần kiếm Thương Thiên Long, còn tại hạ là Quán Hưu, thủ lãnh của đội đao thủ kiếm mình." Võ đàng tam kiếm nhìn nhau kinh ngạc. Thanh Hư tư lự một lúc rồi nói: "Sư phụ còn giữ ba viên tái ất thần đan, để ta vào xin người ban cho mới mong cứu mạng được ân nhân." Thanh Từ cau mày: "Sư phụ từ ngày vận công bị tẩu hỏa nhập ma, tính tình thay đổi, suốt ngày than vắn thở dài cho kiếp vận võ lâm. Hôm trước Thanh Quang sư đệ mang bệnh trầm kha, chúng ta đã xin hỏi một viên nhưng người không cho, chỉ bảo rằng Thanh Quang chưa đến số chết, còn thần đơn để dành cho thất đinh." Thanh Hư nghiêm giọng: "Dù sao ta cũng phải thử xem, nếu không có Thương công tử thì phái võ đàng cũng chẳng còn." Nói xong, lão giả bước vào trong. Lát sau trở ra, trên lưng cõng một đạo nhân tuổi bát tuần, râu tóc bạc phơ, gầy như que củi. Thanh Hư đặt lão xuống chiếc ghế cạnh giường. Lão đạo nhân này chính là Thanh Vân đạo trưởng, sư phụ của võ đàng tam kiếm. Lão chăm chú quan sát sắc diện của Thiên Vũ, xà lệ nói: "Chẳng ngờ cố nhân còn có người nối dõi, lại ra tay cứu vớt võ đàng. Ta đang phó mặc mệnh trời, không trở thất tình nữa." Lão lấy trong tay ra một chiếc lọ ngọc, đổ cả ba viên thái ất thần đan vào miệng Thiên Vũ. Chừng tàn một nén nhang, sắc mặt chàng bớt xanh xao, lồng ngực nhấp nhô, hơi thở đều đặn. Thanh Vân đạo trưởng bảo ba đồ đệ: "Các người thay nhau dùng nội công thúc đẩy chân khí bệnh nhân lưu chuyển trở lại." Quán Hưu thấy lão có vẻ buồn rầu như tiếc rẻ thần đan nên vòng tay nói: "Tiểu bối ngu dốt nên không hiểu tại sao người chờ đợi thất tinh và thất tinh là ai." Đạo trưởng thở dài nói: 10 năm nay ta bị tẩu hỏa nhập ma, không còn luyện võ nữa mà quay sang nghiên cứu kinh dịch. Khi bói về kiếp vận võ lâm, chỉ thấy 4 chữ thất tình thái ất, nên đoán rằng cứu tinh của Bạch Đạo sau này sẽ là người có danh hiệu thất tình, hoặc trên cơ thể có mang dấu hiệu thất tình, và thái ất thần đan là để dành cho người ấy. Nhưng đã bao năm chờ đợi, chẳng hề tới quẻ ứng nghiệm. Này gặp ái tử của cô hữu Thiền Long, vì võ đang mà thập tử nhất sinh, đành quên đi chuyện thiền cơ. Ta làm trái mệnh trời, chỉ sợ không có người ứng phó với quần ma. Quán Hưu hiểu ra, mỉm cười thưa: "Xin tiên trưởng chớ buồn, lát nữa sẽ thấy vạn bối xoay chuyển vận trời." Thanh Vân cho rằng gã khoác lác nên chẳng thèm để ý đến.
lão chỉ lặng lẽ ngắm nghía dung mạo Thiên Vũ để nhớ lại cố nhân. Khoảng một canh giờ sau, chân khí trong người của Thiên Vũ đã phục hồi, tự động luân chuyển, khiến dược lực của Thái Ất Thần Đan mau chóng phát huy hiệu dụng. Không những chữa lành thương thế mà còn tăng tiến công lực. Võ Đăng Tam Kiếm thở phào bước xuống giường để chàng tự mình hành công. Mấy khắc sau, xung quanh thân chàng tỏa ra một màn sương màu vàng nhạt. Thành Vân đạo trưởng kinh hãi lẩm bẩm: "Tệ giả Vũ Nhĩ đã luyện được kim thân thần công của Kim Tỏa lão nhân." Đến đầu canh hai, Thiên Vũ xả công, nghe cơ thể sung mãn hơn xưa. Chàng mở mắt nhìn mọi người, thấy Thanh Vân đạo trưởng, chàng nhớ đến lời gia mẫu, biết lão là bằng hữu thâm giao của tiên phụ, nên vội bước xuống giường quỳ xuống tỉ lễ. "Tiểu đệ Thiên Vũ bái kiến bá phụ." Lão mỉm cười xua tay: "Bất tất đả lễ, mau lại ngồi gần đây để ta hỏi thăm đôi điều." Quán Hưu thấy đại ca thoát chết, lòng mừng vô hạn, gã quay sang Thanh Vân cười bảo: "Tiên trưởng chắc cho rằng tiểu bối nói khoác, nhưng thất tình hiện đang ngồi trước mặt tiên trưởng. Đây là tâm nguyện bao năm, nên lão đạo không khỏi giật mình." Lão lắp bắp hỏi Thiên Vũ: "Chẳng lẽ trên người ngươi có dấu thất tình sao?" Chàng không hiểu gì nhưng cũng gật đầu rồi xòe tay hữu ra. Thanh Vân cầm lấy, đưa đôi mắt giả đua xem xét, thấy bảy nốt ruồi son xếp theo hình bắt đầu. Lão cao hứng, ngửa cổ cười ha hả. Hôm sau, Thiên Vũ dẫn Quán Hưu và toán đao thủ Hạ Sơn trở lại cối kê. Trận này, nhờ lợi thế về nhân số nên không ai thiệt mạng, chỉ có 10 người bị thương nhẹ. Sau cuộc thủ chiến với Thiên Trì Tàu, chàng băn khoăn hơn về bản lãnh của mình. Chỉ một mình lão ma cũng đủ đưa chàng vào tử lộ, thì đối với bá câu, chàng chẳng có sinh cơ. Nhưng hai chiêu còn lại của pho tâm kiếm vô cùng ảo diệu, chàng đã khổ công rèn luyện mà vẫn không thành. Khi đi ngang qua đất Vệ Huy, chàng thấy cách đường quan đạo bên mé tà có một ngọn núi cao chừng ngàn trượng, hình tượng uy nghiêm, tuấn vĩ, cây cối rậm rạp, dù bị tuyết phủ cũng có màu xanh tươi. Hỏi thuộc hạ thì có người đáp rằng đó là ngọn Quân Sơn. Thiên Vũ nhớ lại lời Sở Phi Hương nên bảo Quán Hưu về trước, chàng sẽ vào núi luyện kiếm vài hôm. Họ Quán trao cho chàng một túi lớn lương khô và một túi da đựng rượu rồi cáo biệt. Trời rất lạnh nên ngoài áo lông cừu, bọn đao thủ còn mang thêm rượu bên mình ngựa để chống rét. Tuyết rơi lác đác, gió bắc thổi từng cơn lạnh lẽo. Đường vào núi ít người qua lại nên tuyết đóng cứng mặt đường làm trơn vó ngựa. Thiên Vũ chậm rãi đi sâu vào trong, thấy sườn núi trước mặt thoai thoải lại có con đường mòn nên thúc ngựa theo hướng ấy. Hồng Nhi quen sống dưới chân dặng thiên sơn lạnh giá nên chẳng coi cái rét trung thổ ra gì, bốn vó nhịp nhàng vững chắc bước đi. Thiên Vũ ung dung ngắm cảnh và tìm một chỗ thích hợp để luyện kiếm. Lên giữa lưng chừng núi, trước mặt chàng là một vách đá cao khoảng trăm trượng. Từ đầu vách, một thác nước đổ xuống như dải lụa bạc buông dài, bụi nước tung bay mờ mịt. Là nhận ra mé hữu bên vách đá có một chỗ lõm sâu vào chừng trăm trượng, dùng làm chỗ nghỉ ngơi rất tốt. Chàng mừng rỡ xuống ngựa, bước vào quan sát, thấy nền hang khô ráo, bằng phẳng, chàng quyết định chọn nơi này. Thiên Vũ thả cho Hồng Nhi ăn cỏ rồi nhặt nhạnh cành khô nhóm lửa. Trời đông ẩm ướt nên chàng phải chật vật lắm mới làm cho củ cháy. Không muốn vất vả thêm một lần nữa, chàng vào rừng chặt mấy thân cây khô, vác về bỏ vào đống lửa trước cửa hang. Trời sụp tối, ăn uống xong, chàng suy nghĩ và luyện chiêu thủy kiếm trường lưu. Cho đến cuối canh hai, Thiên Vũ thở dài, buông kiếm ngồi xuống hành công. Mặt trời nhạt nhòa le lói đằng đông, Hồng Nhi hí nhẹ như muốn đánh thức chủ nhân. Thiên Vũ vươn vai bước ra cửa hang, vỗ về tuấn mã, rồi đánh một hơi 36 chiêu phục lôi quyền pháp. Thấy người nóng bừng, chàng xách kiếm đến hồ nước dưới chân thác. Từ nơi này, một dòng suối chảy dài xuống tận chân núi. Nhớ đến những ngày bị giam hãm dưới hồ Thái Sơn và tình cờ ăn được hỏa kim ngư, chàng đảo mắt nhìn xuống, bật cười khi thấy chỉ có mấy con cá chép bình thường. Bờ nam của hồ là mặt đá bằng phẳng rộng rãi. Thiên Vũ nội công thâm hậu nên tắm rửa xong, chỉ mặc quần dài rồi luyện kiếm. Đến trưa, đường kiếm vẫn không tiến bộ thêm được một bước nào, dù mồ hôi đã đổ ra như tắm. Cơ thể chàng nóng rực đến nỗi làm tan cả những bông tuyết nhỏ trên vai. Thiên Vũ giận mình kém cỏi, liền tung mình xuống hồ, tay vẫn cầm bảo kiếm tuốt trần. Hồ cạn nước nên chỉ ngập ngang vai, dòng nước từ thác đổ xuống như muốn đẩy chàng lui lại. Thiên Vũ bực mình vung kiếm chém vào luồng nước, vô tình chàng xuất đúng chiêu thủy kiếm trường lưu,
vì mấy ngày nay tâm trí chàng đặt hết vào chiêu kiếm này. Nghe đường kiếm trong tay nặng nề hơn bình thường, nhưng lại đi vào quy củ. Đúng tiết tấu và suôn sẻ, một ý niệm lóe lên trong đầu, chàng lầm nhầm tên chiêu thức, dùng phép thiên cân trụy, xuống tấn, giữ cho thân hình đứng yên như núi, bắt đầu múa hết chiêu kiếm. Lưỡi kiếm như được lực căng của nước giữ lại đúng tốc độ cần có. Thiên Vũ vừa múa chiêu kiếm, vừa tiến gần đến chân thác, áp lực ngày càng tăng. Hoàng hôn buông xuống, chàng vẫn còn cách nơi thác đổ năm trượng. Nghe mệt và đói bụng, chàng trở lại động khẩu ăn uống nghỉ ngơi một cách rất ngon lành. Đến chiều ngày thứ ba, Thiên Vũ mới vượt qua được bước cuối cùng, tiến đến giữa nơi thác đổ. Chàng phải vận hết bốn thành kim thân thần công, quán trú vào chiêu kiếm mà chống đỡ sức đập ngàn cân của dòng thác. Chỉ nửa canh giờ, chàng đã kiệt lực, phải buông xuôi trôi ra cửa suối. Nhưng khi lên bờ, chàng thử kiếm chiêu mới biết mình đã thành công. Cảm thấy thời gian chịu đựng còn ít, Thiên Vũ cố khổ luyện thêm. Ngày sau, chàng đã có thể chịu đựng tới 2 canh giờ. Tổng cộng chàng đã ở trên núi Quân Sơn 6 ngày, dự định sáng ngày hôm sau sẽ trở lại tổng đàn kiếm mình. Lúc ấy mới cuối giờ mùi, vầng thái dương mùa đông không đủ sức sưởi ấm vạn vật giữa ánh nắng mờ nhạt. Thiên Vũ ngồi trên tảng đá gần cửa hang, nhầm nhì túi rượu và mấy miếng lương khô, ngắm cảnh núi non dưới ngàn bông tuyết. Bỗng đôi tai tinh tường của chàng nghe tiếng sắt thép chạm nhau và tiếng cười khả ố vọng xuống từ trên đầu vách núi. Chàng quay đầu chú mục quan sát, thấy trên những tảng đá lớn trên đầu dòng thác có 4 bóng người. Một người áo trắng, tóc tai phất phơ, dáng yểu điệu có vẻ là nữ nhân. 3 bóng kia mặc áo sẫm màu, không rõ đen hay tím. Nữ làng áo trắng đang vung trường kiếm cố chống đỡ, nhưng có lẽ võ công của nàng kém xa đối thủ nên đã trúng liền mấy trường rơi xuống dòng thác. Tin rằng nàng chẳng thể thoát chết nên 3 gã bỏ đi không thèm nhìn xuống. Vì vậy chúng không biết rằng Thiên Vũ đã vận toàn thân công lực vượt quãng đường 30 trượng đến bên chân thác. Lúc này xác của nữ lang còn cách mặt hồ 8 trượng, chỉ chốc lát sẽ tàn xương nát thịt khi đập vào những tảng đá dưới chân. Chàng đã luyện kiếm ở đây 6 ngày, thường ngắm nhìn dòng thác nên biết rõ địa hình. Chờ đến lúc thân hình của nàng trôi gần đến mỏm đá nhô ra từ sườn núi đang mòn dần vì sức nước, chàng dồn hết nội lực vào đôi chân, tung mình lên như cánh chim bằng, thò tay nắm tóc nữ lang rồi đạp mạnh vào mõm đá, thoát khỏi thác nước rơi thẳng xuống mặt hồ. Diễn tả thì lâu nhưng sự việc xảy ra trong chớp mắt. Thiên Vũ đưa nàng lên bờ, bế vào động khẩu, thổi bùng đống lửa để sưởi ấm nạn nhân rồi bắt đầu quan sát. Chàng nghe mạch nhảy yếu ớt, hơi thở mong manh, biết nếu không cứu kịp sẽ nguy to. Chàng trải áo lông đặt nàng lên rồi rút tiểu đao cắt áo. Trên ngực nàng là 3 dấu trưởng xanh lè, 2 dấu nằm phía trên nhũ phong, 1 dấu nằm dưới vú phải. Chàng nhớ rằng nàng trúng 4 trường nên quyết định kiểm tra hạ thể. Quả nhiên ngay đan điền, phía trên vùng trinh tiết là 1 dấu trưởng thứ 4. Thiên Vũ quan sát trường ấn và đối chiếu với y kinh, rồi xác định nàng bị thương bởi thanh sa thủ. Đây là môn trưởng pháp vô cùng âm độc. Nếu không được người dùng công lực trí dương hút độc xa ra, thì vết trường sẽ loang dần và toàn thân sưng phù mà chết. Không dám chậm trễ, Thiên Vũ ngồi xếp bằng, vận khí đi đủ 1 vòng chu thiên, dồn ra song thủ, đặt vào vết thương hút độc. 2 khắc sau, 2 dấu bàn tay trên ngực đã mất hẳn màu xanh, chỉ còn lại vết mờ mờ. Chàng nghỉ ngơi nửa khắc, rồi đặt tay vào 2 dấu kia, mắt nhắm lại để khỏi phân tâm. Vì vậy, chàng không biết rằng nữ lang đã tỉnh dậy. Nàng mở mắt, thấy thân thể lõa lồ không một mảnh vải, bên cạnh là 1 chàng trai anh tuấn, 2 bàn tay nóng rực đang đặt vào chỗ cấm kỵ của người xử nữ. Hình như nàng nhận ra chàng là ai nên ánh mắt long lanh, lệ ứa ra, những tia nhìn âu yếm, sắc mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Thấy chàng sắp mở mắt, nữ lang vội giả đỏ mê man, thở rất nhẹ. Thiên Vũ biết việc điều trị đã thành công, đứng dậy mở bọc hành lý, lấy áo phủ kín thân hình ngà ngọc của nữ lang rồi ngồi bên chờ đợi. Lúc này, chàng mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của nạn nhân. Thầm so với 3 người ngọc ở Kiếm Minh và công nhận nàng có phần trội hơn. Nữ lang dường như biết chàng đang ngắm nhìn mình nên đành mở mắt ra. Nàng thẹn thùng nói, xin chàng quay mặt đi để thiếp thay y phục. Thiên Vũ giật mình gượng cười bước ra ngoài. Nữ lang nhìn quanh thấy quần áo của mình đã bị rách nát, dậm chân bực tức rồi mở bọc hành lý của Thiên Vũ chọn bộ màu vàng. Chàng là người cao lớn nên nữ lang mặc vào rộng thùng thình trông rất hoạt kê. Nữ nhân nào cũng muốn mình xinh đẹp, nay gặp cảnh trớ trêu phải mặc bộ y phục nam nhân xấu xí này, nàng buồn đến xả nước mắt. Nhưng không thể để Thiên Vũ đợi lâu, nữ lang bèn cất tiếng gọi, tiếp đã xong, chàng có thể vào. Thiên Vũ bối rối bước vào, thấy nữ nhân ăn mặc kỳ quái, không nén nổi nụ cười.
Nữ lang giận dỗi nói, sao chàng lại cắt nát y phục của tiện thiếp? Lúc này trông nàng càng xinh đẹp hơn. Chàng gượng cười đáp, cô nương thả lỗi, vì thương thế quá trầm trọng, tại hạ không dám kinh động nên đành phải cắt áo. Nữ lang nhìn chàng chân trối, hai hàng lệ nóng tuôn trào, nghẹn ngào hỏi, dù chàng vì cứu thiếp mà phải thất lễ, nhưng tấm thân trinh bạch này đã bị chàng chạm đến, thiếp còn mặt mũi nào sống nữa? Nếu chàng không chê thiếp xấu xí, thiếp xin được theo hầu hạ chàng, dù chỉ là một tỷ nữ cũng vui lòng. Nước mắt gia nhân làm mềm lòng quân tử, Thiên Vũ vốn đã bị nhan sắc của nàng chinh phục, nên bước đến ôm nàng vào lòng dịu dàng nói, mỹ nhân như nàng ta cầu còn chẳng được, sao lại quá hạ mình như vậy? Ta đã có hai vị phu nhân, nhưng không hề phân chia chính thứ. Nếu nàng chịu cùng ta kết duyên hương lửa, thì cũng như hai nàng kia. Thiên Vũ chợt nhớ hai người chưa biết tên nhau nên bật cười. Kỳ lạ thật, nàng và ta không biết tên tuổi lai lịch của nhau mà đã nên duyên phu phụ, chẳng phải là quá vội vàng sao? Nữ lang thẹn thùng liếc chàng với vẻ giận hờn. Tướng công tưởng thiếp dễ hiếp đáp lắm hay sao? Lúc nãy nếu không biết chàng là ai, thiếp đã tặng cho chàng một trường rồi tự sát. Thiên Vũ kinh ngạc, nàng là ai mà biết ta? Nữ lang tủm tỉm cười, tên thiếp tướng công cũng đã biết nhưng quên đấy thôi, hãy cố nhớ lại xem nào. Chàng ngơ ngác thầm điểm lại những danh tự mỹ nhân mà chàng đã nghe qua nhưng không biết mặt. Nhớ đến một người, chàng giật mình thẳng thốt nói, lẽ nào nàng lại chính là Lãnh Xương tiên tử? Nữ lang khúc khích cười rồi sụp xuống thi lễ, tiện thiếp Mộ Dung Huyền xin ra mắt tướng công. Sau khi được cứu thoát khỏi Hồng Trạch Hồ, Yến Vân đã kể lại sự tình khiến Thiên Vũ hết lòng tri ân Mộ Dung Huyền. Nàng được lệnh Hồng Trạch bà theo sát toán sát thủ đến Lục Gia Trang để giết Thiên Vũ, nhưng khi thấy chàng khí phách anh hùng, Yến Vân lại mang thai, nàng động lòng trắc ẩn, giết 4 tên sứ giả cứu 3 người vô tội đưa về Giang Tô. Nàng cần có thời gian thuyết phục dưỡng mẫu là Hồng Trạch bà nên mới hẹn chàng tiết trung thu. Ngờ đâu bà bị tình ma mê hoặc nên nổi giận trách mắng nàng thậm tệ, rồi thả chim câu cho biết chàng đang trên đường đến Giang Tô để lão cho người phục kích. Lúc đầu bà giam con tin dưới địa lao, nhưng Mộ Dung Uyển hết lời van xin nên họ mới được lên thạch thất. Nhờ vậy cuộc sống đỡ cơ cực và Thiên Vũ dễ bề giải cứu. Nhắc lại, Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, đỡ Lãnh Xương tiên tử dậy, không cầm lòng được liền hôn lên đôi môi chín mọng. Chàng không phải là gỗ đá nên lúc trị thương đã phải dùng hết nghị lực đè nén dục hỏa trước thân hình ngọc ngà của Lãnh Xương. Giờ đã giao ước phu thê, nữ nhân ở trong lòng chàng không kiềm chế được. Thiên Vũ đưa tay tháo dây lưng nàng, rồi say đắm vuốt ve làn da ngà ngọc. Lãnh Xương tiên tử dù thẹn thùng nhưng tự nhủ thân này đã thuộc về chàng nên không phản kháng. Nàng đã 26 tuổi nhưng chưa biết mùi vị của ái ân. Nay được tình lang anh tuấn và cường tráng ôm ấp, lòng xuân rộn ràng hưng phấn. Mộ Dung Uyển từ năm 14 tuổi đã được Hồng Trạch bà thường xuyên cho uống máu bách điên cửu vĩ giải nên da rẻ mịn màng thơm mát, trông nàng chỉ như dưới đôi mươi. Thiên Vũ không ngờ thân thể nàng có mùi hương quyến rũ như vậy nên càng say đắm. Thấy nền hang khô cứng và không sạch sẽ, Thiên Vũ bế xốc nàng lên rồi khéo léo mở khóa động đào. Mộ Dung Uyển bám chặt cổ chàng, dùng mình về những khoái cảm mãnh liệt. Thiên Vũ sợ chàng bị thương chưa hồi phục nên buông xuống đất cười nói, đừng thử có sao không? Mộ Dung Uyển ngượng ngùng thỏ thẻ, tướng công còn muốn đấu thêm hiệp nữa hay sao? Thiên Vũ cười mát, bồng nàng xuống hồ tắm rửa rất nhanh, rồi trở lại hang bày rượu và lương khô ra ăn. Trời sụp tối, Mộ Dung Uyển đẩy thêm củi vào đống lửa trước hang rồi thổi bùng lên. Hai người ngồi bên nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thiên Vũ hỏi vì sao lại bị vây đánh, nàng bùi ngùi kể. Lúc đầu Triệu Bá Câu tức là tình ma bắt Hồng Trạch bà phải gả thiếp cho Triệu Tuấn. Thiếp phản kháng kịch liệt nên chuyện hôn ước chưa ngã ngũ. Sau khi Triệu Tuấn qua đời vì vết thương quá nặng, tình ma lại muốn chiếm đoạt thiếp. Lão kéo léo gợi ý để bà và 50 nữ đệ tử về phối hợp với Tử Vi Môn. 6 đêm trước, lão vào phòng giở trò sàm sỡ, thiếp rút kiếm chống cự rồi đào tẩu. Bá Câu tức giận cho thủ hạ truy sát giáo giết. Thiếp không muốn trở lại với con người dâm mị như bà nên nhắm hướng nam mà chạy. Nào ngờ khi đến quân sơn, bị kinh môn tam quái đuổi kịp nên mới suýt chết. Thiên Vũ cười chọc ghẹo, té ra nàng nhớ ta nên mới chạy về nam để tìm. Có lẽ chàng nói không sai, nên Lãnh Xương tiên tử thẹn đỏ mặt, phát vào lưng chàng đau điếng. Thiên Vũ cũng kể lại bằng cách nào mà chàng cứu được song thân và Yến Vân. Mộ Dung Uyển vô cùng thán phục, nàng chỉ thắc mắc tại sao Tôn Đề Đốc lại giúp chàng. Thiên Vũ mỉm cười đưa Thượng Phương Bảo Kiếm và lệnh bài
cho Ái Thê xem, rồi nói: "Không biết ngoài ba nàng ra, còn ai chịu mang tước Vương Phi nữa không?" Mộ Dung Huyền chỉ xem sơ qua, để xuống giận hờn bảo: "Thiếp là nhi nữ giang hồ, chỉ yêu chàng vì cốt cách anh hùng, chứ chẳng phải vì chút hư vị vương gia." Nàng vốn là tuyệt thế giai nhân, trước đây vì chán ghét bọn nam tử tầm thường nên mặt hoa lúc nào cũng lạnh lẽo như băng, làm mờ đi vẻ đẹp bẩm sinh. Nay gặp được phu quân anh hùng cái thế, lại được nếm mùi hoan lạc nên như phù dung mới nở, thùy mị, dịu dàng và quyến rũ bội phần. Thiền Vũ ngất ngây trước nữ nhân, kéo nàng vào lòng vuốt ve. Mộ Dung Huyền nằm gối đầu lên đùi chàng, nhắm mắt nghe bàn tay tình lang lướt trên da thịt. Dưới ánh lửa bập bùng, thân hình nàng đẹp như pho tượng bằng ngọc thạch. Vài ngày sau, cặp uyên ương đã về đến tổng đàn kiếm minh. Mọi người đều biết Lãnh Xương tiên tử có ân với phu thê họ Lục và Yến Vân, nên tiếp đón nàng rất nồng hậu. Chào hỏi xong, Mộ Dung Uyển theo Phi Hương và Bạch Lan vào hậu sảnh thăm Yến Vân. Hài nhi trong bụng đã hơn 7 tháng nên nàng rất mệt nhọc. Nhận ra người đến thăm mình là ân nhân tổ trước, Yến Vân vui mừng khôn xiết, ngồi bật dậy ôm chặt Lãnh Xương vào lòng. Khi biết Mộ Dung Uyển đã trao thân gửi phận cho Thiền Vũ, Yến Vân nhìn Bạch Lan dịu dàng hỏi: "Nếu ta thưa với An Nương, xin Lan muội về làm chị em chung thuyền, muội có chịu không?" Phi Hương đã từng bàn bạc với Yến Vân về chuyện này nên tươi cười nói: "Chúng ta biết nàng thầm yêu Vũ Ca từ lâu, nay sẵn dịp có thêm Uyển tỷ, Lan muội còn ngại ngùng gì nữa?" Trần Bạch Lan trong lòng hân hoan khôn xiết, nhưng cũng thẹn đỏ mặt cúi đầu thỏ thẻ: "Tam vị tỷ tỷ có lòng thương, tiểu muội chẳng dám không nghe." Tối hôm đó, lòng nữ nhân cùng mọi người tề tiệu đông đủ dùng trà, tươi cười thưa với Trung Nam Sơn chủ Trần Thanh Thư: "Trần đại ca, muội muốn xin Bạch Lan về làm dâu họ Thương, đại ca thấy thế nào?" Sơn chủ còn mong gì hơn nữa nên hớn hở đáp: "Lão phù rất vui lòng được làm thông gia với phu nhân." Thiền Vũ không được các nàng báo trước nên rất bỡ ngỡ. Thấy ba nàng đứng sau lưng mẫu thân mình cười tinh quái, chàng trừng mắt đe dọa. Thường phu nhân vui vẻ bảo Ái Tử: "Vũ nhi, mau bái kiến nhạc phụ đại nhân." Chàng quỳ xuống lại đủ chín lạnh. Mộ Dung Uyển và Bạch Lan cũng đến trước mặt lòng nữ sụp xuống tỷ lễ. Thấy bốn nàng dâu đều xinh đẹp, Tiêu Phi Phượng rất hài lòng. Bà bảo họ cùng ngồi xuống bàn rồi dịu dàng bảo: "Ta mong rằng bốn nàng hết lòng yêu thương nhau như ruột thịt. Ngày nào Vũ Nhi trả được phụ thù, ta sẽ tổ chức hôn lễ." Đã đem thân vào trốn giang hồ là chấp nhận nguy hiểm. Hơn nữa, kẻ đại thù là Tình Ma, võ công quán thế, thủ hạ rất đông đảo, nên việc sống chết của Thiên Vũ khó mà nói trước được. Vì vậy, ba phu nhân của chàng ngay đêm đấy đã bảo Bạch Lan hầu hạ gối chăn cho Thiên Vũ. Họ dắt nàng vào phòng tướng công, rồi đóng chặt cửa lại, miệng cười khúc khích. Sáng sớm, Thiên Vũ rửa mặt xong, bước ra hoa viên định múa mấy đường quyền cước, đã gặp Trung Nam Sơn Chủ và Nhị Tuyệt Nhân Ma đang cùng nhau tập luyện. Dù tuyết rơi đầy, nhưng hai người đều cởi trần, chàng cũng cởi áo nhảy vào tham gia. Ba người quần thảo hàng giờ mới chịu ngưng. Đồng Kỳ Sương bỗng mở lời khen: "Trần đệ tuổi đã ngu tuần mà thân hình còn cường tráng, săn chắc chẳng khác gì Thiên Vũ, nếu nhìn sau lưng khó mà phân biệt được." Câu nói này đã giúp cho Thiên Vũ giải tỏa nỗi băn khoăn của mình. Từ lâu chàng muốn thâm nhập Tử Vi môn để tùy cơ giết Bá Câu, chí ít cũng tìm cách chia rẽ nội bộ, tỉa dần với cánh ác ma, nhưng chưa tìm được cách. Nhờ nhân ma, chàng mới nhận ra vóc dáng nhạc phụ và chàng rất giống nhau, chỉ cần sửa dung mạo và đem theo đôi kim mao thần nhu là sẽ che mắt được Bá Câu. Chàng nói ý mình cho hai người nghe, rồi lập tức mời Long Nữ và triệu tập những cao thủ đầu não của kiếm minh. Nghe chàng trình bày kế hoạch, Tiếu Thiên Kiếm Hồ Hoài lộ vẻ lo lắng: "Kế sách này không phải dở, nhưng nếu lỡ bị phát giác thì Vũ Nhi làm sao thoát nổi?" Thiên Vũ cười trấn an: "Tam thúc yên tâm, môn khinh công phiêu phong xung vân của tiểu điệt có ai đuổi kịp. Hơn nữa, nếu không liều một chuyến, Tử Vi môn ngày càng vững mạnh, mối phụ thù khó mà báo phục." Lòng nữ nghiêm giọng bảo: "Thôi được, ta tin tưởng vào tài trí Vũ Nhi, nhưng phải có kế sách vẹn toàn." Đồng Kỳ Sương đỡ lời: "Lão phù sẽ trở lại Tần Lĩnh bố trí lực lượng hỗ trợ cho Thiền Vũ. Nếu thần phận bị lộ, có thể xuôi dòng Hán Thủy mà đào thoát. Nhân thủ của chúng ta ở Thái Hoàng Sơn rất đông." Nhật Phi Hồ Lang Thu cũng nói vào: "Không phải là đại ngôn, nhưng tại hạ tin tưởng vào thủ thuật của mình. Khi hóa trạng thì dù có lấy rượu mà rửa cũng không ra."
Cuối cùng sách lược của Thiên Vũ đã được chấp thuận. Bàn bạc xong thì đã cuối giờ tị. Từ đó chàng khổ luyện tuyệt kỹ và bắt chước phong thái, cử chỉ thói quen của nhạc phụ. Nhờ thiên bẩm cực cao, 10 ngày sau chàng đã thông thạo môn Trung Nam kiếm pháp. Cảm thấy chưa đủ, Thiên Vũ bảo Nhật Phi Hồ cải sửa dung mạo. Đã chuẩn bị sẵn dược vật nên chỉ trong một ngày họ lăng đã hoàn thành. Khi để chàng và sơn chủ đứng gần nhau để so sánh thì chẳng ai phân biệt được. Thiên Vũ mỉm cười đắc ý, lòng nữ lập tức cảnh cáo. Nếu mới nhìn qua thì không biết được, nhưng nụ cười của Vũ Nhi rất trẻ trung quyến rũ, phải tiểu tâm điều này mới được. Sơn chủ trấn an, lão Vũ ít tiếp xúc với người ngoài nên không có gì đáng lo lắm. Diệu thủ của Phi Hồ quả là lợi hại, phu nhân yên tâm. 20 ngày sau, trước cửa tổng đàn Tử Vi Môn xuất hiện một lão nhân râu ba tròm, mặt trắng như ngọc. Dù đã ngũ tuần nhưng rất anh tuấn. Theo sau lão là hai con dã nhân lông vàng hung dữ và một tiểu đồng nhỏ bé, đôi mắt tròn xoe linh lợi. Trung Nam Sơn Chủ là sơn chủ của một phái, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Hai con kim mao tần nhu là tôn chỉ đặc biệt của lão, nên dù chưa gặp mặt, bọn võ sĩ khác cổng cũng biết người khách này là ai. Chúng gõ 9 lần vào chiếc khánh ngọc rồi mở rộng cửa. Lát sau, Tử Vi Môn chủ bước ra đón tiếp. Bá Cầu tươi cười vòng tay. Sau trận Côn Sơn, chẳng hay sơn chủ tĩnh dưỡng ở đâu, sao không cho lão phù biết tin? Trần Thanh Thư mỉm cười đáp lễ rồi nói. Cầu chuyện rất dài, lát nữa vào trong tiểu đệ sẽ thừa sau. Bá Cầu cười ha hả tạ lỗi. Thật lễ, lão phù vì quá mừng nên quên cả lễ nghi. Xin mời sơn chủ vào uống cùng anh em mấy chén tẩy trần. Họ Trần bảo Tiểu Đông trao cơ ngựa cho hai tên võ sĩ áo tím, rồi cùng Bá Cầu vào trong. Đến cửa sảnh, Bá Cầu sai A Hoàn hướng dẫn Tiểu Đông vào khách phòng trong khu hậu viện nghỉ ngơi. Đại sảnh của Tử Vi Môn rộng rãi và tráng lệ. Bốn vách tường và nền sảnh đều lót đá đại lý, chỉ khác nhau ở màu sắc. Trên tấm vách cuối sảnh có ba chữ lớn bằng vàng ròng lấp lánh, Tử Vi Môn, viết theo lối chữ Triện. Quanh chiếc bàn lớn bằng vân cẩm thạch trắng đã có 5 người đàm đạo, 4 nam, 1 nữ. Thấy Bá Cầu và Trung Nam Sơn Chủ bước vào, họ đứng dậy thi lễ rồi lại ngồi xuống, thần thái vô cùng cao ngạo. Trần Thanh Thư mỉm cười đáp lễ rồi thản nhiên ngồi xuống. Bá Cầu an tọa xong liền giới thiệu. Kính cáo chư vị, khách của chúng ta chính là Trung Nam Sơn Chủ Trần Thanh Thư, uy danh lẫy lừng đất Thiểm Tây. Lão quay sang nói với họ Trần, đây là Thiên Chỉ Tẩu tiền bối, hiện đang giữ chức võ môn chủ, còn bốn vị này đều là khách khanh hộ pháp. Thanh Sa Trần Quân Tạ Hách ở núi Kinh Môn, Hồ Bắc, Thanh Hải Thần Tăng, Tí Ngọ Động Chủ Hàn Cán ở Hồ Nam và Ngân Xuyên Mỹ Nhân. Ngân Xuyên Mỹ Nhân tuổi khoảng 26, 27, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, ngực nở eo thon, trông rất quyến rũ. Nàng đào khóe thứ ba môi anh đào, nở nụ cười tươi khen ngợi họ Trần. Nghe danh sơn chủ tài mạo xuất chúng, nay gặp mặt mới biết lời đồn chẳng sai. Thành Thư cũng đáp lễ. Trần Mỗ cũng nghe được giang hồ tán tụng Dương Lê Nương là võ lâm tuyệt đại nữ nhân, quả chẳng ngoa ngôn. Thấy hai người đối đáp và nhìn đôi mắt tình tứ của Huệ Chi, đám ác ma biết nàng đã quyến luyến họ Trần. Bọn chúng cũng thèm khát vu vật hiếm có, nhưng vì sợ Bá Cầu nên không để lộ. Nay Thành Thư nhờ dung mạo anh tuấn được nữ nhân để ý, khiến họ sinh lòng ganh ghét. Tiệc tẩy trần được bày ra, uống được vài chung, Bá Cầu cười thâm hiểm nói. Chẳng hay nội tình trận Côn Sơn thế nào, xin sơn chủ thuật lại cho lão phu được tỏ tường. Tên tiểu tử Lục Thuyền Vũ quả là kẻ xảo quyệt, biến ảo phi thường, võ công lại kỳ bí, rộng rãi, khiến Trần Mỗ mắc lừa mà hại đến tiểu nữ. Nói ra thêm đau lòng, hôm ấy Trần Mỗ theo kế hoạch của Triệu Huynh ẩn nơi rừng phong trên núi Côn Sơn chờ đợi, quả nhiên là gặp hắn. Nhưng tiểu tử họ Lục biết ngay, liền dùng kế kích tướng, nói rằng chỉ trong 20 chiêu sẽ đả bại được đôi kim mao tần nhu. Ngay bản thân Trần Mỗ cũng phải ngoài 100 chiêu mới khuất phục được chúng, vì thần nhu có bộ lông dày mềm mại nên không sợ trường phong. Ngờ đâu hắn luyện thành kim cương chỉ lực, đến chiêu thứ 16 đã cách không đánh vào huyệt huyền cơ của thần nhu, khiến hai con vật phải chịu thua. Trần Mỗ dù yêu thương tiểu nữ nhưng cũng không thể nuốt lời, nên cắn răng cho hắn qua ải. Vì không làm tròn lời hứa với Triệu Huynh, nên đâu mặt mũi nào đến Hồng Trạch Hổ xin tuốc,
bèn đưa Lan Nhi đến nhà bằng hữu là Thiết Diện Thần Đao Lưu Thắng cũng ở núi Côn Sơn. 7 ngày sau, tiểu nữ bị chất độc công tâm nên đã qua đời. Trần Mỗ nghiên cứu y học 20 năm mà không cứu được tiểu nữ, lòng hổ thẹn không còn muốn sống nữa. Ở lại Lưu Sơn Trang lấy rượu làm vui suốt mấy tháng rồi. Nhưng nhờ Lưu Thắng khuyên giải mới nguôi ngoai dần, quyết tìm cho được tên họ Lục xảo trá kia để trả thù. Chợt nhớ đến Tử Vi Môn thế mạnh người đông, chắc biết tung tích hắn nên đến đây hỏi thăm. Thiên Vũ trong lốt thành thư, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Bá Câu. Nhớ đến phụ thù nên cảm giác bị thương phẫn hận trào dâng, nên chắc diện chàng rất thành thật. Bọn ác ma hoàn toàn tin tưởng vào thiên cố sự bịa đặt này. Triệu Bá Câu an ủi chàng: "Lão phù xin chia buồn với sơn chủ, nhưng tung tích của tên họ Lục như bóng chìm tầm cá, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Lão phù cũng căm hận hắn đến tận xương. Hay là sơn chủ ở lại Tử Vi Môn làm khách khanh, chừng nào phát hiện được kẻ thù sẽ ra tay báo phục. Sơn chủ nghĩ thế nào?" Thiên Vũ giả đò miễn cưỡng đáp: "Trầm Mẫu đồng ý ở lại phỏ tá Triệu huynh, nhưng chỉ với tư cách cá nhân, không quan hệ đến 200 đệ tử phái Trung Nam. Nếu được vậy, xin hết lòng cảm tạ." Bá Câu muốn lôi kéo phái Trung Nam vào làm vây cánh cho mình, ngờ đâu họ Trần lại chặn đầu trước. Nhưng họ Triệu đã có chủ ý nên hớn hở đáp: "Lão phù được một mình sơn chủ góp sức cũng quá đủ, cần gì đến các đệ tử Trung Nam, xin đừng bận tâm." Cạn xong, Thiên Chỉ Tàu hỏi Thanh Tư: "Trần đệ có chắc rằng tên tiểu tử ấy sử dụng kim cương chỉ lực hay không?" Thiên Vũ cung kính đáp: "Trần Mỗ đoán vậy vì thấy chỉ phong vô cùng ủy mãnh." Lão ma thở dài: "Ngày ấy lão phù cũng bị hắn dùng kế kích tướng, xuất kỳ bất ý dùng một chiêu kiếm kỳ ảo làm đổ máu. Khi tập kích võ đàng cũng gặp một tên bịt mặt trẻ tuổi kiếm pháp siêu phàm đả thương, nhưng không hiểu có phải là hắn không." Thiên Vũ ra vẻ kinh hãi: "Công lực của tiền bối đã đến lúc lô hỏa thần thanh, phò tiên chỉ ma ảnh trường lại lừng danh vũ hội, sao lại có thể bại được?" Thiên Chỉ Tàu gượng hỏi: "Trường giang hậu lãng thổi tiền lãng, lão phù tuy đánh trúng gã một trường nhưng cũng bị thương nơi bụng. Võ đàng lại có kỳ dược bí bảo là thái ất thần đan, chắc chắn không chết được." Bá Cầu mắt lộ hàn quang bảo: "Không hiểu hắn là đệ tử của ai mà đáng sợ như vậy, lão phù cũng muốn thử xem." Tí Ngọ động chủ là một thư sinh tuổi quá tứ tuần, mắt dài nhỏ mỗi ưng, trông rất tàn ác. Nãy giờ hắn thấy Ngân Xuyên mỹ nhân nhìn họ Trần với vẻ say đắm nên không dằn được đố kỵ. Hắn cười giả là: "Tiểu đệ ngưỡng mộ uy danh của sơn chủ đã lâu, nay xin Trần huynh hiển lộ thần thông, chỉ giáo cho vài đường kiếm pháp." Bá Cầu là kẻ gian hoạt, muốn nhân cơ hội này kiểm tra võ công của Trung Nam sơn chủ nên hớn hở nói thêm vào: "Phải đấy, Trung Nam kiếm pháp nổi tiếng võ lâm, xin sơn chủ cho bạn ta được thưởng thức." Thiên Vũ cười mát thản nhiên đáp: "Hàn huynh đã có nhã hứng, Trần Mỗ xin tuân lệnh." Đại sảnh rất rộng nên hai người tỉ thí ngay tại đây, không cần phải ra sân. Hàn Cán dù sao tuổi tác cũng nhỏ hơn nên cầm kiếm tấn công trước. Phò Tí Ngọ ma kiếm cực kỳ hiểm độc, sát khí phủ mờ cả đấu trường. Dù chỉ mới luyện phò Trung Nam kiếm pháp chẳng bao lâu, nhưng Thiên Vũ nhờ thiên bẩm và công lực thâm hậu nên kiếm chiêu đầy uy lực. Chàng ung dung hóa giải chiêu kiếm của họ Hàn, rồi dùng phép khoái kiếm đánh liền 8 chiêu, đẩy hắn lùi lại 3 bước. Tí Ngọ động chủ nổi sát khí, tung mình lên không xuất tuyệt chiêu Ngọ Thời Tất Tử, kiếm ảnh trùng trùng chụp xuống đầu đối thủ. Thành Thư cười nhạt ra chiêu Sơn Thượng Tiếu Thiên, bùa một màn lưới thép đón đỡ. Hai thanh kiếm chạm nhau xoang xoảng chát chúa. Thành Thư đã dồn thần công vào thanh kiếm nên kiếm kình lồng lộng, đẩy đối phương văng lên và rơi xuống. Hàn Cán mặt tái xanh, nhìn xuống ngực áo thấy 3 vết rách song song hình chữ xuyên, vòng tay gượng cười nói: "Kiếm thuật của sơn chủ thật cao cường, tiểu đệ xin nhận bại." Thanh Hải Thần Tăng vỗ tay tán dương rồi bước ra bảo họ Trần: "Lão nạp cũng ngứa nghề, muốn lãnh giáo phò Trung Nam hồi phong trưởng." Thiền Vũ quan sát thấy khuôn mặt tròn, có đôi mắt to tướng, nằm dưới cặp lông mày rậm rạp và thân hình to béo phục phịch của Thần Tăng, rồi vòng tay đáp: "Trần Mỗ mong đại sư nhẹ tay." Thanh Hải Thần Tăng tuổi đã lục tuần nên Trần Thanh Thư động thủ trước. Ông chắp tay dùng thức đồng tử bái quan âm để mở đầu với ý kính trọng. Lão Ác Tăng không khách sáo, vươn đôi tay dài gấp rưỡi người thường, dùng ngay pho Mật Tông Đại Thủ Ấn tấn công. Không gian giằng mắc nhấc bàn tay to như chiếc quạt bồ,
Thiên Vũ sợ Thiên Trì Tàu nhận ra nên không dám dùng thiên biến thần bộ để né tránh, đành phải ra chiêu sơn đỉnh chóc lòng chống trả. Trường kinh chạm nhau nổ vang rền, hai người cùng lùi ba bước. Ác Tăng thấy công lực đối phương chẳng thua kém gì mình, dám trực diện đỡ trường nên động nộ, múa tiết song thủ xông vào. Chàng đã nghe nhạc phụ bảo rằng thiên hạ ít người được thấy ông thi triển phò Trung Nam Hồi Phong Trường, nên chàng có thể tùy ý biến hóa và thêm thắt mà không sợ lộ. Vì vậy Thiên Vũ kín đáo, thỉnh thoảng vẫn xen lẫn vài thức trong Thiên Sơn Trường Pháp. Hai người quần thảo đã 60 chiêu mà chưa phân thắng bại. Thanh Hải Thần Tăng mắt lộ hung quang, quạt vàng như sấm, hai bàn tay phồng to gấp đôi, đỏ rực. Lão xuất chiêu Phật Ấn Mang Mang lẫy lừng đã mấy chục năm, quyết hạ cho được họ Trần. Thiên Vũ đã nhận ra đối phương đã dùng đến sát chiêu, nên vận Kim Thân Thần Công hộ thể, xuất toàn lực đánh chiêu Hồi Phong Tảo Vân. Nhưng khi bóng trường của đối phương sắp chạm vào thân, chàng đảo song thủ biến thành chiêu Hải Lãng Trùng Trùng trong pho Thiên Sơn Trường Pháp. Chiêu này chàng ít khi dùng nên không sợ lộ. Ác Tăng chẳng ngờ đối thủ linh hoạt như vậy nên hứng liền hai trường. Dù lão cũng đánh trúng họ Trần ba trường. Nhưng lúc trường kinh chạm thân Trung Nam Sơn Chủ, lão nghe một lực phản chấn mềm mại, biết Thành Thư đã luyện thành cương khí hộ thân. Hai người cùng bị đẩy lùi hơn một trượng, họ Trần mỉm cười vòng tay nói: Trần Mỗ bị Thần Tăng vỗ trúng ba trường mà chỉ trả lại có hai, xì nhận bại. Ác Tăng thấy đối thủ sắc diện vẫn thư thái, trong khi mình nghe khí huyết nhộn nhạo, đành giả lả cười bãi chiến. Sơn Chủ luyện được thần công hộ thể quả là đáng khâm phục. Thiên Vũ cười khiêm tốn: Môn Ly Hỏa Thần Công Trần Mỗ chỉ mới luyện được 4 thành, chẳng dám tự hào. Bá Cầu nhãn quang sắc bén, đã nhận ra họ Trần đã thắng Thần Tăng, chứng tỏ bản lãnh cao cường, nhưng so với lão còn thua xa, nên yên tâm, cười cười bảo: Nhị vị đều là cao thủ tuyệt thế, lão phu được các vị tương trợ, lo gì bá nghiệp không thành.